Nên mình sẽ giới thiệu mọi người một loại cây begonia. Không phải là cây xoắn ốc này ha, mà là cây đằng sau rồi. Đúng rồi. Đây. Cây đằng sau các bạn thấy không ạ? Đó, màu đen thùi lùi. Cây begonia màu đen này tên là begonia black mamba. Tên của loài rắn mamba, black mamba các bạn. Đó là cây nhỏ. Cây này chậu nhỏ. Để các bạn coi. Xuống đây. Đen thùi lùi không thấy gì hết. Để ra nền gạch trắng nghe dễ nhìn. Tương phản quá. Để qua. Cái nền cây mẹ nó dễ nhìn hơn nè. Đó. Lá rất là đen. Và ở giữa cuốn nó màu trắng vàng. Nó nổi bật. Cái này cây con cho nên nó chưa lên hết vẻ đẹp của nó ha. Nó còn trong buổi tối nó còn có phản quang nữa. Đây là cây mẹ. Cây mẹ khá to. Cái này mình không có chưa thay chậu cho nên mình để nó không có lớn được. Đen thùi lùi. Cực kỳ đen luôn. Cây lá đen mà đen nhung các bạn. Đen nhung nhưng mà nếu mà trong điều kiện buổi tối mình gọi đèn nó sẽ phản quang. Mình sẽ chèn cho bạn coi ha, clip nó phản quang. Đó. Đen vô đây đen thùi lùi luôn thấy gì hết. Để kiếm cái nền nào đen đen tối tối cho bạn dễ nhìn. Đó. Đây. Xa xa rồi. Đây. Nó màu đen. Chậu này mình trồng từ lúc trước dịch rồi, mà không có thời gian thay chậu cho nó với lại chăm sóc cho nó. Không có về được á, hệ thống tưới tự động. Có phun sương nữa mà giờ phun sương hư rồi. Nên mình kệ nó luôn, lá nó hơi cháy cháy, lá cũ già nó hơi cháy cháy nữa. Lá già nó bị ghẻ ghẻ xíu. Không sao hết. Quan trọng coi lá mới rồi bạn. Lá mới ra tốt là được. Đó. Như nó có hơi ánh sáng xanh này phải, đúng không? Thì ánh sáng mạnh mà rọi vô nó cũng lên nó sáng xanh thôi. Nó là nhung bóng luôn, bóng nhung bóng bóng. Mình giới thiệu sơ về dòng này luôn. Giống nãy mình có giới thiệu bạn rồi ha. Màu đen, lá nó màu đen và gân nó trắng trắng vàng mà. Trắng trắng vàng vàng sáng. Rất là nổi bật. Rồi dòng này thì cách trồng cũng rất là bình thường giống các dòng begonia khác thôi, nó thuộc dạng là cây dễ bởi vì lá nó là cứng mà. Lá nó khá cứng và lá nó không có lông. Nhìn các lông này không phải đâu ha. Lông này lông lông rìa lá không phải. Nó không có lông trên trên lá nè. Không có lông trên lá nên nó là dòng không có cần nhiệt độ quá thấp. Bởi vì một số dòng begonia ở miền Bắc của mình đó, nó lá nó nổi lông nổi gai tùm lum hết và cần nhiệt độ rất là mát nó mới sống được. Ví dụ như cây này mình để mình coi tên quên mất tên rồi. Tại vì ông Việt Nam mình hiện giờ tại chưa có tập trung chú trọng lắm bởi vì Việt Nam mình đang khai thác rất là quá mức cho nên bán rất là rẻ nữa trên thị trường cho nên không có ai mua. Mình trồng nhiều thì không có ai mua hết, sẽ chật rất là chật vườn. Mà hiện tại bị các nước đang gom nữa, đang gom rất là nhiều rồi. Ở Việt Nam thì không ai mua, nước ngoài thì đang rất là cần nhưng mà mình xuất đi không có được cây này. Mình đang cố gắng, nói chung là có ai hỗ trợ giấy tờ để mình xuất đi được thì mình nhận giống ở đây ha, mình không có khai thác bằng cũ. Rồi mình cái này mình nhận giống rất là dễ nè. Ví dụ như cây này đi, mình nhận giống rất là dễ. Dòng begonia các bạn trồng lâu sẽ biết nhân giống à. Mình cắm lá xuống nó sẽ lên cây mới này, đang thấy không? Đó. Cắm lá xuống. Đặt cái lá xuống chắc trồng vài bữa sẽ lên cây mới, rất là dễ nhân giống. Mình nhân giống ở đây mình nếu mà bán được xuất bán đi nước ngoài được thì giống như ngày này sẽ phát triển rất là mạnh bởi vì Việt Nam mình được cái trời phú là rất là nhiều dòng begonia đẹp, chẳng hạn như cây sai
xem oxy này. Đó. Cái lá nhung mà gân các bạn ở các nước rất là thích luôn. Nhưng mà không có xuất đi được nè. Coi chơi vui nè. Tập trung lại cây Black Mamba. Đó, mình chỉ giới thiệu sơ do Black Mamba nó dễ trồng hơn cái loại này nha. Dễ trồng hơn loại Việt Nam mình rất là nhiều. Loại Việt Nam ở miền Bắc, ở miền núi phía Bắc á. Bởi vì ở đó nhiệt độ lạnh và độ ẩm cao, và ở độ cao ở trên núi rất là cao nữa. Nên dòng đó khó trồng hơn ở Sài Gòn mình. Mình đang trồng mấy cây này ở Sài Gòn. Cách trồng thì mình hướng dẫn các bạn luôn. Đây, dòng Black Mamba mình sẽ để ở trong kia kìa, cái khu vực chỗ trống á, đang cái chậu màu trắng đó là mình đang để ở trong đó. Các bạn coi các clip trước có thấy mình cách mình trồng begonia rồi ha. Giờ mình nói sâu hơn xíu luôn. Đây, mình phủ bạt hết xung quanh, phủ bao ni lông hết xung quanh ha. Đây là cái dưới cái bàn, dưới cái bàn đó, mình để cái chậu Black Mamba này ở trên cái chậu màu trắng trong đó đó, rồi mình để ở giữa thôi. Rồi các bạn có thấy cái vòi tưới không? Vòi tưới tưới bét phun tạt xung quanh đó, nó sẽ tạt nước ra xung quanh. Cứ định kỳ một ngày mình tưới 4 tiếng ha, cứ tưới thoải mái luôn. Mình không có quan trọng về cái vấn đề tưới vừa đủ hay là về dư nước, bởi vì mình thấy những cây này mình tưới hiện giờ cũng gần nửa năm, hệ thống tự động này nửa năm rồi đó, là nó không bị úng gì hết. Úng hay là bị vấn đề chết cây là do những vấn đề khác không liên quan tới úng, nhưng mà ví dụ như hệ thống bị hư, hệ thống phun sương lúc trước mình ở đây nè, nó bị hư rồi nó khô, mà đa số cây đều không chết. Cây begonia chịu khô mà chịu ướt luôn nữa, rất là kinh khủng. Đa số không có chết, và mình tưới nhiều hiện giờ, một ngày tưới 4 tiếng, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ và 1 giờ, 4 lần, mỗi lần mình tưới 20 giây, ướt hết luôn á. Cái bát phun nó quăng là ướt hết chỗ này luôn, cộng với không có, không phải cái giò tưới phun nó không đâu nè. Bạn nhìn nè, ở trên, tối quá mà, đó, các bát con ruồi nè, cái máy bơm hai ngựa, nó phun đây là ướt hết, không còn gì để khô nha, phun ướt hết luôn. Rồi, tưới thì nước thoải mái ha. Rồi bây giờ mình nói tới chất trồng. Chất trồng thì tốt nhất chúng ta trồng bằng giỡn nha, giỡn trộn với lít, thôi. Mình trồng thì là cách mình trồng, mình sẽ trộn như thế này, hướng dẫn bằng sơ luôn. Mình trồng cây Black Mamba cho nó. Đây, mình lót cái chỉ dừa dưới để cho cái đá Black này nó không bị rớt ra ngoài. Rồi, ở dưới một lớp đá, rồi ở trên là giỡn. Rồi trộn một ít đá cũng được, không cần trộn cũng được, không sao hết. Tại vì cái giỡn này nó lớp ở trên nó giữ ẩm, và nó dư nước thì nó sẽ thoát nước ra hết. Cây begonia cần ẩm khá cao cho nên mình thấy trồng giỡn rất là thoải mái. Và cái giỡn này mình thấy nó là siêu chất trồng đối với mình. Mình trồng đủ thứ cây, toàn bộ là giỡn hết. Các bạn nhìn nè, đó, toàn bộ là trồng bằng giỡn hết. Và các bạn ở nước ngoài cũng thấy trồng bằng giỡn luôn, rất là tốt. Và tưới nước cũng thoải mái nữa, không có sợ nó úng. Nó sẽ mọc rễ, nó đâm vô giỡn luôn. Mình vẫn đang nghiên cứu các chất trồng khác, nhưng mà tạm thời mình thấy trồng giỡn là ổn định, đang rất là ổn định nhất. Tất nhiên mình sẽ nghiên cứu những trồng nó sẽ tối ưu hơn, giá thành rẻ hơn, tại vì cái giỡn này cũng khá mắc. Đó, các bạn thấy thau dừa, mình chuẩn bị trồng nghiên cứu. Một số sẽ là dừa ha. Bởi vì có một số cây nó trồng bằng dừa cũng rất là tốt. Nhưng mà ổn định nhất hiện giờ mình vẫn thấy là giỡn ha. Các bạn cứ trồng bằng giỡn cho nó đơn giản. Vì mình nghiên cứu trước rồi mình đi trước, mình sẽ rút kinh nghiệm hướng dẫn các bạn. Chứ mất công các bạn lại mò đi rồi mình dễ mắc sai lầm hơn, dễ bị chết cây, bị các bệnh về úng hay là gì đó. Rồi, có kinh nghiệm nào như mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu như Black Mamba thực sự rất là đẹp, cây này mình thích rất là lâu rồi. Và may mắn là trước dịch mình sở hữu nó, và mình có nhân được một ít, mình cắm cái lá xuống, mình nhân lên thôi. Trồng Black Mamba rất là dễ đây nè. Mình bắt đầu trồng nó, thay chất trồng ra. Đây, mình nhân bằng cái lá nè các bạn. Mình cắm xuống, nó sẽ lên cây mới.
trồng lâu với biết nhân giống à, cứ yên tâm đi ha, quăng cái lá xuống cho trồng tự động cũng mọc nữa, không cần phải lo đâu. Rồi các bạn từ từ mình sẽ làm clip hướng dẫn nhân giống sau, các bạn cứ tập trồng trước, trồng được đã rồi mình sẽ nhân giống này nè. Đó cây con ba cây con tốc độ lớn thì cũng không phải là nhanh nha, cũng vừa phải thôi, trong vòng thu hái đường thì nó black ba là tốc độ vừa phải, không phải là nhanh lắm. Có một số dòng trâu bò nó lớn nhanh tốc độ kinh khủng luôn và quăng cỡ nào cũng sống. Black ba thì thuộc dạng trung bình, cũng khó cũng không dễ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trồng nó ra, trồng cái cây này ra trồng mới. Rồi mình nay mình hướng dẫn các bạn như đây thôi, trồng ra thì giống như nãy mình giới thiệu cái này nè, trồng ra bỏ vô nhổ lên thôi, nhổ đừng sợ đứt rễ, bình thường đứt cũng sao nó cũng mọc lại à, nhổ lên xong rồi bỏ vô chậu rồi bỏ giớn đắp giớn lên thôi, rất là dễ trồng ha. Rồi mình kết thúc clip giới thiệu về Black Mamba đây ha. Black Mamba thuộc dòng dễ trồng và rất là đẹp, có đặc điểm đen, cực kỳ đen. Nếu mà trồng lên chăm sóc kỹ rồi lá cho nó mướt mướt đẹp đẹp như vậy nè, chăm kỹ thì nhìn nó cực kỳ đẹp luôn, nó xòe đều ra mà nó lá đen đen thùi lùi và có những cái đường gân sáng lên. Thôi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn clip sau ha, mình giới thiệu cây khác và hướng dẫn các bạn trồng luôn.